Xin chào tất cả các khách hàng đang theo dõi livestream của DK Aika Beauty nhé. Và hôm nay thì DK rất là vui khi mà có cơ hội để cho mọi người xem một cái sản phẩm môi đã bong xong và ổn định tại DK. Thì trước khi mà nói kỹ hơn về dịch vụ cũng như nghe cảm nhận của khách hàng, chúng ta cùng làm quen bạn một chút nhé. Chào bạn có thể cho mình biết tên của bạn và bạn đến từ đâu không? Em là Thanh Hoa, em đến từ Bắc Ninh. Hoa cho mình hỏi thăm là không biết là lý do gì Hoa lại biết đến DK? Em biết đến DK qua fanpage của DK. Thế không biết là khi mà theo dõi trên fanpage của bên mình ý, thì Hoa có đánh giá gì chung chung về các sản phẩm của chuyên gia tại DK không? Em thấy các sản phẩm của chuyên gia ở đây rất là đẹp ạ. Rất là tự nhiên. Thế khi mà Hoa đã được bạn đã được trải nghiệm cái dịch vụ bên mình rồi ý, thì không biết là cảm nhận của bạn như thế nào, nó có khác so với trên mạng không? Em xong rồi sau khi đến đây đầu tiên thì em nghĩ nó sẽ rất là đau ấy. Sau khi đến đây mà làm thì em lại thấy nó không hề có cảm giác đau mà nhìn nó rất là tự nhiên, không giống như là ở những nơi khác ấy. Nhìn nó trông màu mực và cái dáng mày hay là môi ấy, thì nhìn nó rất là cứng. Vâng. Môi của bạn thì làm được bao nhiêu lâu rồi? Môi của em làm được 4 tháng. 4 tháng. Khi đó là bạn nào làm môi cho bạn, nhà chuyên gia nào? Chị Quyên ạ. Chị Quyên. Thế không biết là bạn có đánh giá gì, nhận xét gì về chị Quyên không? Chị Quyên làm thì rất là tận tình, về nhà thì cũng rất là hay hỏi em ấy là môi làm xong có bị đau không, rồi về nhà có bị nhiễm trùng không hay gì không, về màu mực có đẹp không. Thế với cái màu mực hiện tại của bạn thì bạn cảm thấy như thế nào? Màu mực hiện tại của em cũng rất là hài lòng rồi. Vâng, thế bây giờ mình xin phép được lau cái môi của bạn đi nhé, để cho mọi người đang theo dõi livestream thấy được rõ là đây hoàn toàn là môi full được thực hiện bởi chuyên gia tại DK, như bạn vừa chia sẻ là chị Quyên làm môi này nhé mọi người nhé. Và ngoài ra thì đây ạ, bây giờ mình bắt đầu lau nhé, hoàn toàn là môi full, mọi người nhìn không hề có một chút son nào nhé. Đấy, bạn cho mình hỏi thăm là full môi xong thì thường vẫn rất nhiều chị em lo lắng rằng là môi bị khô hay là môi cảm giác nó bị căng, thế thì theo bạn thì bạn phun môi xong bạn cảm thấy như thế nào? Sau khi phun môi xong em thấy vẫn như bình thường thôi ạ. Môi không khô cũng không bị căng, màu môi lên thì rất là đẹp. Thế ngoài ra thì không biết là cái việc mà không cần phải đánh son nữa thì bạn cảm thấy là cuộc sống của bạn có tiện lợi, có thoải mái, dễ chịu hơn không? Tiện lợi hơn rất là nhiều. Trước khi mà trước đây môi em có thâm ấy, thì lúc nào cũng đánh son, nhưng mà khi mà ăn xong nhìn màu môi rất là kinh khủng. Bây giờ thì ăn uống thoải mái, ngủ dậy. Thường 4 tháng nay là em không đánh son rồi. Ngủ dậy đã xinh rồi đúng không ạ? Không biết là bạn có điều gì muốn nhắn nhủ tới những bạn mà đang có nhu cầu đi phun môi và làm các dịch vụ phun son thẩm mỹ nhưng chưa biết là phải lựa chọn là làm ở đâu không ạ? Thì em cũng muốn nhắn đến các bạn là các bạn hãy đến với DK, bởi vì chất lượng phục vụ ở đây rất là tốt. Thứ hai là phun môi xong ấy thì rất là tự nhiên, không hề có màu mực bị cứng như ở những nơi khác, và đặc biệt là không cần phải kiêng gì cả. Vâng ạ, như bạn ấy vừa mới chia sẻ là cái khuôn môi đấy cây không bị cứng, bởi vì nhiều nơi là người ta vẫn đi cái viền rất là đậm cho nên khiến khuôn mặt của mình bị cứng và bị dán rất là nhiều, đúng không? Vậy nên là nếu như mà bạn nào cũng muốn có một cái môi rất là đẹp và rất là xinh, cực kỳ tự nhiên như thế này, thì mọi người nhớ là tham khảo thêm những cái tư liệu hình ảnh của bên DK Eyebrow Beauty, và mọi người có thể gọi điện qua hotline 0911 310000 hoặc 0912 310000 để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ, hướng dẫn đặt lịch và đặt cọc nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay của DK và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.